Thưa quý thầy, quý sư cô, trong thời đại ngày nay á, coi như quyền lực mềm, kỹ năng mềm nó thống trị và phần mềm thống trị tất cả các sự hoạt động của thế giới. Mà chúng ta biết mấy cái mềm á là nó ẩn danh, nó không có hình dáng gì trơn á. Ví dụ như bây giờ điều tra tham nhũng á, thì người ta đưa mấy cái người mà tham nhũng mà nhỏ nhỏ ra thí tốt, còn mấy người mà coi như là đầu sỏ tham nhũng á là không ai biết hết, ném đá dấu tay không ai biết hết trơn á. Thì hồi xưa cũng vậy, mấy tổ mình á phá thấy mặt đặt tên thì phá dễ lắm. Ví dụ như sáu căn sáu trần, sáu căn là mắt tai mũi lưỡi, thấy sờ sờ quán nó cái tiêu, sáu trần quán cái tiêu, sinh ra sáu thức cũng là hữu hình hữu tướng, cho nên là quán nó tiêu. Nhưng mà bây giờ cái sự phối hợp giữa ba cái sáu căn sáu trần sáu thức gọi là lục nhập á, thì á nó gọi là phần mềm á, khó thấy khó phá, nhưng mà nó lại chấp dữ lắm. Ví dụ như bây giờ nhìn cái chậu bông là do cái gì tạo nên, là do cái chậu đất rồi cây bông rồi hợp nên, một cái bông hoa do những cánh hoa hợp nên, đúng không? Đúng không nè, mình quán cái bông hoa đương thể tức không dễ lắm. Nó là những cái cánh hoa hợp nên, đài hoa, cánh hoa, nhụy hoa, cộng hoa, lá hoa, thế là thành cái hoa. Thì mình thấy duyên sinh không có cái hoa thiệt. Nhưng mà á, cái mà người ta chấp nhiều nhất á là cái sự kết hợp giữa các yếu tố đó là có thiệt. Khó phá. Khó phá vô cùng lắm. Chúng ta sanh ra cha mẹ, sanh ra mình lập một cái gia đình, rồi á mình chấp cái sự quan hệ giữa gia đình, người cha, quan hệ cha con chồng vợ gì đó, là những cái quan hệ đó gọi là hòa hợp hết. Chấp dữ lắm. Chúng ta tứ xứ hợp nên thành cái lớp khóa 11. Rồi hồi trước khi chưa gặp nhau chả ai biết nhau, giờ biết nhau chia tay cái nhớ thương, đúng không? Là ghét cũng có nữa ha, phản tấn hội. Nhưng mà cái đó đều là sự hòa hợp hết. Và chúng ta cho nó có thật. Chúng ta xây dựng cái mối quan hệ, thậm chí ra trường nhiều năm còn chấp. Nhưng mà mai mốt mà quý thầy khóa 11 mà lên làm mà hiệu trưởng hay là gì, nhà toàn khóa 11 không thấy khóa 12. Ví dụ, cái đó là hòa hợp. Cái đó hòa hợp nha. Mà dường như chúng ta thấy có thiệt đó nha. Thật ra thì giải tán là giải tán hết. Mà tập hợp hết, làm việc nó mới nhịp nhàng nhau. Một cái ông thủ tướng lên, quyên một cái dàn bộ trưởng mới hết. Một cái ông tổng bí thư lên, quyên cái dàn là gọi là năm nhân vật chủ chốt á, tổng bí thư, chủ tịch nước, rồi thủ tướng chính phủ ha, bộ trưởng công an, bộ trưởng quốc phòng, để giữ gìn cái bộ sậu đó là phải hợp rơ với nhau đó. Rồi họ mà xuống cái là thay đổi khác nè. Nước nào cũng vậy, không phải Việt Nam không đâu nha. Đó, đó gọi là sự hòa hợp. Và dường như cái đó nó chi phối hết tất cả. Quan hệ quan trọng lắm. Quan hệ giữa gọi là chính quyền với chúng ta, giữa giáo hội với chúng ta, giữa các chùa với nhau. Mình về cái chùa đó mà quan hệ giữa mình với cư sĩ, quan hệ giữa mình với ngoại đạo, với bà con Phật tử dùng mà không có cơm không thuận canh không lạnh nha, tẩy chay luôn. Mối quan hệ, quan hệ đó gọi là hòa hợp. Sống là hòa hợp mà khó lắm, hòa hợp khó lắm. Thời Đức Phật cũng chưa chắc hòa hợp. Đức Phật chổi với mấy tôn giáo khác, nó chống kịch liệt luôn, nhưng mà trong kinh đâu dám nói mấy vụ đó. Đâu dám nói, nó ít thì không dám nói nhiều. Nhưng mà bất hòa hợp đến cái cuối đời Đức Phật á, cái bi kịch xảy ra khi một Kiền Liên bị nó băm sát ra, Xá Lợi Phất cũng xém chết. Rồi bắt đầu á, một Kiền Liên đi rồi, Xá Lợi Phất nghe tin Đức Phật nhập Niết Bàn, cái về nhà đi luôn. Là Đức Phật tuyên bố 3 tháng sau nhập Niết Bàn, tức là không có cái sự hòa hợp rồi đó nha. Kinh lắm. Nói chung là cái hòa hợp nó chi phối mọi thứ trong cuộc đời này, là bởi vì nó là một cái ẩn số và người ta chấp nó có thật. Nhưng mà mình là không để ý nó. Bây giờ Long Thọ đem ra phá cái sự hòa hợp ở cái chương thứ mười mấy, 14 à, chương số 14, quán hay là phá hợp. Người ta đưa ý kiến nói rằng là người ta là thắng luận sư, và thậm chí Nhất Thiết Khổ Bộ cũng vậy. Chúng ta năm uẩn là giả, cái sự hòa hợp là thiệt, từng uẩn là thiệt. Rồi bây giờ quán sắc uẩn là giả, nhưng tứ đại tạo nên sắc uẩn là thiệt. Có cái sự tạo nên kết hợp giữa đất nước gió lửa mới tạo nên sắc uẩn. Nói chung là người ta chấp yếu tố có thật, dẫn đến cái sự hòa hợp có thật, nhưng cái đó sai. Thật ra phá sự hòa hợp không có gì khó. Ví dụ như A cộng với B
thì tạo ra C. Đúng không? Đúng không? Thí dụ như đất, nước, thêm cái gió nữa đi, thêm cái lửa nữa đi, thì vậy cái này sẽ là E đi. Đất, nước, gió, lửa tạo nên cái sắc uẩn. Bây giờ muốn có sự hòa, muốn cái sắc uẩn này là phải kết hợp đều với nhau trong một thân thể. Giống như ha, cái này ngon ghê, uống thử rồi cái gì biết nha. Rồi, cà phê nè, cộng sữa nè, cộng đường nè, cộng nước đá nè, cộng nước nè, bốn thứ. Cà phê, sữa, đá. Phải ở chung một cái ly mới gọi là hòa hợp như nước với sữa. Còn mà cà phê riêng, bỏ nước đá riêng, bỏ đường riêng, bỏ sữa riêng, đâu có làm đi cà phê sữa đá được, đúng không? Đó, muốn có sự hòa hợp phải kết chung. Nhưng chúng ta để ý coi, bây giờ mắt chúng ta thấy sắc, giống như cái phẩm mà quán lục tình á, là phá nhãn thức á, thì mắt thấy trần cảnh, vậy là phải có cái sự gì để sinh ra cái thấy. Mắt căng á, cộng với trần cảnh, đúng không? Cộng thêm cái ý chổng nữa, đúng không? Gọi là tác ý nữa. Nếu mà mình nhìn mình không chú ý, giống như cái xác không hồn vậy đó nha, thì cũng đâu có thấy, đúng không nè? Căng cộng cảnh cộng với tác ý vô, tác ý là cái ta của mình á nha, tức là cái chú tâm vô á, gọi là tác ý á. Biết tác ý không? Making a mind á, tạo nên một cái tâm á. Making an attention, tạo nên một cái sự chú ý á. Thì khi mà khởi cái tâm chú ý đến một vật, mắt ta thấy sắc có chú tâm, tai ta nghe tiếng có chú tâm, tai nghe tiếng mà buồn ngủ là thua luôn, thí dụ đó, không có chú tâm, thì sẽ sinh ra nhãn thức, tức là thị giác, tức là cái thấy, đúng không? Giờ chúng ta phân tích ở ngoài đi rồi đọc cái đó mới hiểu, chứ không thôi đọc nó cứ cái chữ khác khác nó lặp lại phát mệt luôn á. Rồi, giờ chúng ta nghe chú ý nè. Bây giờ cái thấy của chúng ta, cái thấy của chúng ta nha, mình phải xác định cái thực tế trước rồi mình mới đọc kinh Thủ Lăng Nghiêm á, mình thấy cái thấy mà gọi là cái thấy thường hằng á, nó có thiệt hay không, chúng ta sẽ phân tích sau. Cái thấy của chúng ta bình thường á thì nó sẽ bằng là mắt nè cộng với lại hình ảnh, đúng không? Hình sắc ta gọi là sắc, sắc trần cộng với gì? À, chú ý. Nó tác ý thì khởi tâm chú ý, được chưa nè? Khởi tâm chú ý gọi là tác ý. Rồi. Thì rõ ràng có phải là con mắt là A đi, hình sắc là B đi, và chú ý là C đi, thì cái thấy là D đi. Con mắt khác, trần cảnh khác, sự chú ý khác, ba cái khác nhau hình thành nên cái thấy như vậy, đúng không? Giống như ly cà phê, sữa đá, gồm có sữa, đường với lại cà phê. Nếu như ba cái này là một á, thì có tạo được cái thấy đâu, đúng không? Đúng không? Mắt giống như hình sắc, giống với chú ý, nó không khác nhau thì có tạo được một cái sự hỗn hợp không? Không, là cà phê nguyên chất, đúng không? Sữa nguyên chất đâu có gọi là hỗn hợp cà phê sữa đá được, đúng không nè? Mà trên đời vạn sự vạn vật có gì tồn tại độc lập mình đâu, đó là sự kết hợp duyên hợp mà, đúng không nha? Cho nên cái gì cũng là hỗn hợp. Vì vậy mà ra đường nó nước muối nguyên chất là không có thiệt rồi đó. Đúng không? Cà phê nguyên chất càng xạo nữa, đúng không nè? Trên đời tất cả duyên hợp mình sao có nguyên chất được? Nguyên là ban đầu, chất là một cái thôi, không có rồi đó nha. Đúng không nè? Rồi, như vậy tất cả đều do duyên hợp, thì mà cái duyên hợp các thành tố ABC nó phải khác nhau mới hợp được chứ gì? À, như vậy mỗi cái này đều khác nè. Rồi cộng với khác nè. Cộng với khác nè. Thì bằng khác, đúng không? Bằng khác. Khác này chỉ sắc chứ không phải khác nước. Rồi. Khác cộng khác cộng khác cộng khác. Như vậy, cái điều khẳng định là phải có khác nhau, cộng khác nhau, cộng khác nhau thành một cái duyên hợp là cái khác. Nhưng cái quan niệm như vậy, suy luận như vậy nó sai ở cái chỗ nào? Nếu mà khác nhau á, khác nhau á, thì ở đâu nó cũng phải khác, đúng không? Mà tại sao bây giờ nó ở chung một chỗ mới gọi là thấy được? Cái thấy của chúng ta mà gọi là hợp đây nè, cái là D nè, khác D nè, thì nó phải có ba cái ở chung một chỗ, là con mắt, hình sắc, sự chú ý, nó ở chung một chỗ. Chung một chỗ á, ví dụ trong một cơ thể, con mắt ở đâu? Trên thân thể năm uẩn của chúng ta. Thì cái cảnh trần nó phải trên năm uẩn mới gọi chung chỗ chứ. Hay là quý thầy cô muốn chung chỗ trái đất, đúng không? Nếu chung chỗ trái đất á, thì tại sao cái người đó bên kia bức tường mình không thấy, đúng không nè? Nếu mà nói chung một phòng, chung một phòng thì á, đôi khi không có đèn cũng không thấy, đúng không nè? Rõ ràng đúng không? Bây giờ chúng ta chung một phòng nói vậy thì không có cái gì ngăn cách mới thấy được, nhưng mà cuối cùng sao? Không có ánh sáng có thấy được đâu,
đúng không nè? À, trong khi cái thấy nó phát sinh phải đủ chính duyên, chúng ta còn nhớ duy thức không? Minh nè, không nè, đúng không? Nhãn căn nè, chắc ý nè, rồi căn bản y, rồi nhiễm tịnh y, rồi cái gì chủng tử y, rồi gì tùm lum hết trơn á, chín cái đó nha. À, thì nó mới thấy được cái thấy, nổi cái thấy không có chín cái khác nhau cộng lại chứ không phải là ba cái như mình tưởng đâu. Có căn nè, có cảnh, có tác ý là ba cái rồi đó nha. Còn có gì nữa? Ánh sáng, đúng không? Có khoảng cách nữa, khoảng không nữa chứ bộ. Đó. Rồi bên trong á là một loạt nè, thức thứ 6 nè, thức thứ 7 nè, thức thứ 8 nè, chủng tử nè, đúng không nè? Hết 4 rồi, đúng không? Đó. Rồi căn cảnh là 6, rồi ánh sáng hư không là 8, còn gì nữa? Hả? Tắc ý nữa là 9, đúng rồi. Đó, 9 cái tất cả mới tạo nên cái thấy chứ bộ. Nhưng mà chúng ta biết cái gì mà hỗn hợp á là phải ở chung một chỗ. Nhưng mà thật sự á, có một cái nó không ở chung một chỗ là tác ý. Thí dụ như bây giờ mình ngồi ở đây nha, mà mình tác ý tới mặt trời nó tuốt trên kia mình đâu có thấy, nhưng mà vẫn tác ý được chứ bộ. Như vậy rõ ràng trong một cái phòng như vậy chúng ta có thể tác ý ngoài cái phòng được chứ bộ. Đó, do đó nói mà hòa hợp là chung một chỗ nó bị kẹt, có cái nó nằm ngoài cái đó. Đó, do đó cái sự hòa hợp gọi là cái thấy này nè, nó không có thiệt. Rồi, nguyên nhân tại sao vậy? Tại vì từng cái này thật ra nó không có bản chất, nó không có thiệt. Nhưng mà mình chấp nó có thiệt cho nên nó phải có hòa hợp, nó mới sinh ra cái thấy. Mà chính vì cái chỗ mình chấp nó có thiệt, nó hòa hợp sinh ra cái thấy, nó bị mâu thuẫn, nó bị vướng. Vướng ở cái chỗ là cái này mà có thiệt, cái này mà có thiệt, cái này có thiệt, thì nó phải có phương vị, nó phải có chỗ nơi của nó. Mà nó có chỗ nơi thì nó ở đâu mặc kệ nó chứ, mắc mớ phải chung cái ly như ly cà phê sữa đá được. Đó, do đó chính vì mình thấy nó có thiệt rồi á, mình cho rằng chung đụng chính cái đó mới tạo thành cái thấy á, nó sẽ bị mắc kẹt là vì nó có thiệt, nó có quyền ở chỗ khác, nhưng chính cái bản chất nó không có thiệt cho nên nó có thể chia sẻ với nhau, nó có thể ý, có thể ở chỗ này rồi mà nó tắt ý rộng ra cũng được đó. À, nói tóm lại thì không phải là không có cái thấy vẫn xảy ra, chính duyên vẫn có mặt ở trong cùng một chỗ. Ví dụ như chúng ta thấy là bởi vì đủ chính duyên ở trong cái phòng này, đương nhiên nó phải đầy đủ trong phòng này gì nha. Nhưng mà vì nếu như mà cái gì nó cũng có tự tánh á, thì hình sắc cũng có tự tánh á, thì khi mình thấy á, nó ở chung một phòng thì nó không thể tràn ra ngoài phòng được. Nhưng vì không có tự tánh cho nên nó có thể vượt cái phương vị của nó ra ngoài. Đó, cái chỗ đó mới là cái quan trọng á nha. Vì vậy, cái thấy vẫn đủ chính duyên là nó thấy, nhưng từng cái yếu tố tạo nên cái thấy không có tự tánh, cho nên nó có thể giãn nở, nó có thể co giãn được, không sao hết trơn á. Rồi. Và khi không đủ chính duyên thì nó tan ra là chuyện bình thường. Do đó bản thân cái thấy cũng như từng yếu tố một thực sự chỉ là gì? Chỉ là gọi là có duyên thiên lý năng tương ngộ thôi à. Chứ chẳng gọi là cái gì là cái thấy, tất cả đều là duyên hợp hết. Nhưng mà vì chúng ta thấy từng yếu tố, chính cái duyên trong cái thấy nó có thiệt cho nên đẻ ra cái thấy có thiệt. Mà nếu chúng ta đẻ ra cái thấy có thiệt nó sẽ bị mâu thuẫn, nó sẽ bị mâu thuẫn. Hỗn hợp là nó chỉ trong đây thôi chứ không thể vượt ra ngoài. Mà vượt ra ngoài cái là ở cái khác nó cũng vô được nữa. Nó bị mâu thuẫn cho đó nha. Rồi bây giờ đó là cái ý tổng quát, thì chúng ta sẽ coi lại cái này nó sẽ rõ hơn nè. Người đưa ý kiến nói trong chương trước, chương 3 tức là quán lục tình á, tức là quán cái thấy á, thì khi bác bỏ 6 căn, chúng tôi giải thích rằng cái thấy, vật thấy và người thấy không thể hình thành được. À, cái thấy nè, cái thấy là D nè nha, là không thể hình thành được. Bởi vì trong chương quán lục tình có nói cái thấy có trước ha, hay là người thấy có trước, hai cái đều không được là phá rồi đó, giờ không nhắc lại làm chi. À, chúng tôi giải thích rằng cái thấy, vật thấy và người thấy. À, vật thấy là cả cái cụm này gọi là vật thấy nè, vật thấy nè, người thấy. Người thấy là nó nằm ở chỗ chú ý này nha, mắt, hình sắc. À, mắt với lại tác ý là người thấy. Cái này là vật thấy nè, còn hai cái thằng này là người thấy nè. Rồi, tách từng cái ra thì là bắn tỉa là chết hết rồi đó, từng chiếc đũa bẻ gãy rồi đó, nhưng mà ghép lại bẻ không nổi. À, nó khó chỗ đó đó, nhưng một bó đũa bẻ không được vậy đó. Vì ba cái này không phải là những pháp khác nhau. Cho cái chương trước á có nói cái vụ đó đó, ba cái đó không phải là pháp khác nhau mà cũng không phải là pháp giống nhau. Chúng ta quên hết rồi phải không? Đúng không?
cái bài đó chúng ta quên sạch sẽ hết rồi chứ gì. Giờ cái thấy, người thấy và cái cảnh thấy, nếu mà nói nó khác nhau á thì nó không thể nào tạo ra cái thấy được. Có nói chưa? Có nói chưa? Nếu khác nhau á thì người thấy này nè và cái thấy nó khác nhau á, và khác với vật thấy á, thì sẽ sinh ra tới ba pháp. Nhưng mà mình lược bớt ba pháp, lấy hai pháp thôi, mình lý luận cho nó khỏe, ba pháp càng dễ nữa. Tức là cái thấy nó có riêng, người thấy có riêng, thì như vậy người thấy có trước hay cái thấy có trước? Quý chúng ta thử suy nghĩ coi nha. Quay lại lý luận cũ á nha. Tức là cái phần bình zero này nè, để quán hợp này thôi, chúng ta phải hiểu người ta nói, có phải ôn lại chứ nha. Người thấy có trước thì không cần cái thấy, người thấy vẫn thấy, đúng không? Tại vì họ mang danh là người thấy rồi, phải không nè? Ca sĩ hôm bữa đi ra Đà Nẵng giảng, ra ngoài Huế giảng ở cái chùa, cái chỗ Lăng Cô á, thì tối hôm đó là có ca sĩ Nam Cường nó lên ca. Ca sĩ Nam Cường là quán quân của cái giải bolero gì đó nha nha. Xong rồi cái nó đi quá giang về Đà Nẵng, tại nhà nó ở Đà Nẵng. Đi quá giang về thì đâu nghĩ người Phật tử lên ca, đâu nghĩ nó là ca sĩ đâu nha, mà nó đặt giải quán quân gì đó. Đó. Xong rồi cái gặp nó rồi, xong rồi cái hồi nãy vô tình nó là lên trên mạng coi thì thấy trên vnexpress.net mới giới thiệu cái ngôi nhà nó ở quận 4. À, tự nhiên cái ủa cái thằng này quen ta nha. À, tại tức là sao? Tức là mình là người thấy nó rồi chứ gì nha. Bây giờ tự nhiên nhìn lại cái hình đó trong VNFS là biết nó là cái thằng bữa mà ngồi trên xe quá giang đi chung á nha. Nó quá giang xe mà chở với thầy đi á, nó quá giang về thì à các bạn đủ tìm ra nó là ca quán quân giọng hát gì 2017 gì đó, đó đại khái vậy đó, trên chương trình truyền hình Vĩnh Long đó đó. Xong rồi cái bây giờ mình thấy là coi như mình thấy nè, vật thấy nè, rồi tức là phải có cái sự tác ý, lấy cái chủng tử ra để mà mình biết nó là ai, vân vân nha. À, mình thấy có một cái sự hòa hợp rõ ràng như vậy. Nhưng mà khi mà suy nghĩ lại, nếu mà tách riêng từng cái ra thì thực ra đâu có cái thấy đó. Cái thấy là phải có cái sự gì hòa hợp khác nhau như vậy. Mình sẽ đặt câu hỏi là gì? Như vậy mình thấy cái thằng này trước, tức là cái thấy nó có trước, mình có trước hay nó có trước? Thí dụ như nó là ca sĩ cũng vậy, mà mình là người thấy cũng vậy thôi. Cái thằng ca sĩ đó nó là ca sĩ rồi thì bây giờ nó không có ca thì nó vẫn là ca sĩ chứ gì, đúng không? Cho nên nó giới thiệu căn nhà của ca sĩ Nam Cường chứ đâu có giới thiệu nó đang hát đâu, mà người ta vẫn coi nó là ca sĩ chứ gì, hiểu không? Nếu người thấy có trước, cái thấy có sau đi, thì khi người thấy không cần cái thấy vẫn là người thấy, cũng như ca sĩ mà hồi nãy đọc giới thiệu cái ngôi nhà của ca sĩ Nam Cường ở quận 4, mới hồi trưa này nó đăng cái bài đó lên đó, thì mình biết cái thằng này là ca sĩ mặc dù nó không có ca. Nó giới thiệu cái nhà thôi mà cũng nói là ca sĩ, hiểu nè. Thì không cần cái bài ca, nó vẫn là ca sĩ nếu cái ca sĩ có riêng, bài ca có riêng á, được chưa? À, bây giờ người thấy nếu có riêng thì không cần cái thấy vẫn có người thấy, nhưng như vậy thì mâu thuẫn. Tại vì đâu có người thấy nào mà không có cái thấy mà gọi là người thấy được. Đó. Rồi bây giờ nếu cái thấy có trước, người thấy có sau, nếu cái thấy có rồi thì cần gì người thấy, đúng không? Cái bàn lấy gắn vô cái thấy đó cũng gọi là thấy được chứ đâu cần người. Vậy thì cái nào có trước, cái nào có sau không được. Vậy hai cái có cùng lúc được không? Nếu hai cái có cùng một lúc thì hai cái phải giống nhau. Mà đã giống nhau thì làm sao gọi người thấy khác với cái thấy? Cho nên không thể được. Cuối cùng, ủa vậy có thấy không? Có người thấy không? Dần dần, xin thưa không có cái nào hết trơn á. Nhưng mà vẫn có đúng không? Không có là thật sự chả có. Là bởi vì tự tánh nó không có thì nó đâu có thiệt. Nhưng cái sự kết duyên với nó để tạo nên cái thấy, nó phải đủ mấy duyên như vậy đó. Ít nhất là có người thấy, có vật thấy và có cái sự chú ý. Chúng ta lưu ý chỗ đó. Vì vậy mà ở trong cái chương trước đã phá từng cái, lập ra cái này có trước kia có sau không được, cái đồng thời cũng không được nha. Là coi như phá sản cái phần thấy rồi. Đúng không này? Nhưng mà người ta lại chấp cái sự hòa hợp. Ba cái đó là có thật, chúng ta coi đây. Thì thổi tại sao không có sự hợp nhau của ba yếu tố mắt, rồi tức là căn, rồi trần cảnh thấy, cái sự tác ý, cái ta ở chỗ. Tại sao không có? Rõ ràng là không có, làm sao mà gạch thành cái thấy chính duyên? Tại sao từng duyên là không có? Nha.
Tại sao sự kết hợp nó lại không có tồn tại được? Ở đây nói rằng á, thấy vật thấy người thấy ba cái đều khác phương, ba pháp khác như vậy không bao giờ hợp nhau. Đó. Khác phương có nghĩa là sao? Có thể cái thấy của mình nó có thể vượt ra ngoài cái cảnh trần này để nó thấy những cái khác cũng được. Mà cái cảnh trần này có khi ánh sáng nó tràn ra ngoài cái phòng vẫn được như thường, có nghĩa là nó vẫn khác phương chứ không phải phải nằm chung một chỗ thì vẫn có thể được. Nhưng mà định nghĩa cái thấy phải là ở trong một cái không gian nhất định mới gọi là cái thấy. Cho nên những cái pháp khác nhau như vậy thì không bao giờ gom chung được một chỗ cả, ý vậy đó. Thì ở đây tác giả giải thích là thấy là chức năng của mắt, cái bị thấy là hình thể vật chất, người thấy là ta, trong ba cái này mỗi cái chiếm một chỗ. Khác nhau và sẽ không bao giờ có lúc hòa hợp. Khác phương có nghĩa là mắt ở trong thân, hình thể vật chất thì ngoài thân, trong khi ta có thể nói là hoặc trong thân hoặc ngoài thân đều được, tức là cái ý của ta đó. Có khắp nơi khắp chốn, đây là lý do tại sao không có sự hòa hợp. Được không quý thầy quý cô? Nha. Thí dụ như cái ly này thì chúng ta hiểu rồi đó, gọi là ly cà phê sữa, nhưng tràn ra ngoài cà phê thì chỗ này cà phê thôi chứ không phải cà phê sữa được. Cái chỗ này là nước thì không thể là nước được đó, nước nó động với cái ly, với cái chén đựng ly thì cái này là nước chứ không thể gọi là cà phê sữa được. Hiểu không nè? Nó tràn ra ngoài cái sự hòa hợp thì nó không còn là hòa hợp nữa, nhưng mà tất cả đều là duyên hợp hết mà. Đó, nó mâu thuẫn chỗ đó đó nha. Nếu mà nói duyên hợp tạo ra thì nó phải chung một chỗ, nhưng cái thấy thì ở trên thân, cái vật bị thấy ở ngoài thân, còn cái ý tác ý vô để biết thấy nó tràn trong thân ngoài thân gì cũng được. Ba cái đó nó mỗi cái một phương khác nhau thì làm sao mà gọi là chung một chỗ được, thì người ta lý luận vậy đó. Hơn nữa nếu ông nói rằng pháp thấy hiện hữu, vậy thì cái thấy phải vậy thì hoặc thấy phải quan hệ với hợp và không quan hệ với hợp. Đó, bây giờ đang nói cái thấy nó có hợp hay không có hợp với mấy cái này, với cái này, với cái này, với cái này. Hợp có nghĩa là sao? Kết hợp, matching á, được không? Rồi, nếu thấy không có hợp, nếu thấy có hợp thì tùy theo ngoại trần ở đâu thì căn và ta cũng ở chỗ đó, nhưng chẳng phải vậy và do đó không có hợp. Chúng ta hiểu rồi, dễ rồi ha. Rồi, nếu thấy không hợp thì phải có thấy với căn, ta và ngoại trần mỗi bên chiếm một phương khác nhau, nhưng như vậy mỗi bên chiếm phương khác nhau thì không có thấy. Vì sao? Bởi vì nếu nhãn căn ở đây nó không thể thấy cái bình ở đằng kia. Ví dụ nhãn căn ở đây mà cái bình á thì tuốt ở ngoài cái phòng á, rồi cái chậu á, quý thầy cô, cái chậu người kia mình thấy kìa, quý cô đâu thấy đó. Thì như vậy nhãn căn quý thầy cô ở đây không thấy cái chậu, mà chứ mình đứng đây thấy cái chậu, đúng không? Như vậy rõ ràng mình cũng chung phòng đây, nhưng mà tại sao có người thấy người không thấy đó? Tức là nó khác nhau thì mỗi cái chiếm một phương, chiếm một phương thì rất có thể sẽ không bị được thấy. Như vậy thì thí dụ như nhãn căn ở đây nhưng có thể thấy, cũng có thể không thấy cái bình ở đằng kia. Do đó nếu mà nói khác thì có thể không thấy, đương nhiên hợp thì có thể thấy rồi, nhưng mỗi cái khác nhau có tự tánh thì đâu có thể nào hợp được. Người ta sẽ thắc mắc là ở trong kinh đâu cũng có nói là bốn cái ta, rồi ý, sáu căn và trần cảnh, tức là tác ý, sáu căn sáu trần, và cái ta là gì? Cái ta tức là cái ngã đó, cái biết nó mới được sinh ra. Chúng ta không có khả năng biết các trần cảnh thì sau này duy thức á, họ lập cái ta này á, tức là a lại gia nè, a lại gia gọi là căn bản thức nè, rồi cộng với mạt na, mạt na gọi là gì? Nhiễm tịnh y, căn bản y chứ không phải. A lại gia là căn bản y cứ của cái thấy, nhiễm tịnh y là cái nơi y cứ nhiễm hoặc tịnh, gọi là mạt na. Thì cái này là cái ta trong cái Trung Quán Luận á, thì sau này duy thức nó rõ hơn nha. Ta cộng ý là tác ý, đúng không? Móng tâm khởi tâm, tâm hành á, là sáu căn sáu trần. Cái biết sinh ra là nhờ cái đó, nhưng mà sau này là thêm cái gì, ánh sáng rồi hư không gì nữa tùm lum hết đó. Nhưng mà cái thời long thọ thì nhiêu đây cũng đủ rồi đó. Ta ý sáu căn trần cảnh, cái biết sinh ra. Chúng ta không có khả năng biết các trần cảnh đa thù như bình, vải, vân vân. Do đó phải có cái thấy, cái bị thấy và người thấy. Tức là chúng ta không có khả năng biết
bình vải vân vân, tại vì nó khuất cái tầm nhìn đi, mình thì mình không thấy, nhưng mà nó lọt vô cái tầm nhìn mình là mình thấy được à. Như vậy thì phải có cái chủ thể thấy, có cái vật thấy rồi chứ, chứ sao lại không có, người ta hỏi vậy đó. Thì trả lời rằng những điều này đã bị bác bỏ trong chương quán sáu căn, nhưng bây giờ chúng tôi sẽ giải thích một lần nữa, bởi vì học rồi ông quên rồi. Ông nói rằng bốn cái hợp nhau sinh ra cái biết này sinh ra trước khi đã bắt đầu lý luận trở lại cái bài cũ nữa, mệt ghê nha. Trước khi các vật như bình vải vân vân, hay sinh ra sau khi các vật ấy đó, thì nếu nó sinh ra sau khi thì cái biết như thế vô dụng, đúng không? Tại vì có bình rồi, tức là có cái thấy rồi, có thấy rồi người thấy làm gì cho mệt, cái thấy làm chi cho mệt. Nếu nó sinh ra trước khi thấy thì nó có trước thì làm sao gọi nó là người thấy được. Nó giống như ca sĩ có trước bài ca, bài ca nó chưa ca làm sao gọi nó là ca sĩ, nó phải ca rồi nó nổi tiếng mới là ca sĩ chứ. Đó, nếu nó sinh ra trước thì có, nó có trước khi hòa hợp thì làm sao mà sinh ra cái biết được. Nếu ông nói bốn cái đồng thời hợp nhau sinh ra, tức là cùng lúc, thì cũng không đúng. Bởi vì nếu mà sinh cùng ra một lúc thì bốn cái là giống nhau mới gọi là sinh ra một lúc được chứ. Đó, nó khác nhau nó mới thấy. Còn sinh ra một lúc có cùng đồng thời thì không có trước không có sau, vậy thì đâu có phân biệt chi người thấy cái thấy khác nhau nữa. Nó cùng đồng thời một thời gian thì đương nhiên nó phải cùng bản chất. Mà cùng bản chất thì phân biệt người thấy cái bị thấy sao được. Trần với cảnh làm chi? Trước tiên có cái bình rồi ông mới thấy, chứ tự nhiên cái bình có, cái ông có luôn, tự nhiên cái thấy nó xảy ra chỗ nào. Đó. Trong tính đồng thời chẳng có trước và sau, chẳng có trước và sau thì như vậy không phân biệt được người thấy và vật bị thấy. Vì biết không có, cái thấy, vật bị thấy và người thấy cũng không có. Tức là cái biết là cái thấy á, không có. Cho nên là thật sự cái biết cái thấy là duyên hợp chứ nó không có tự tánh. Cho nên cái từng yếu tố tạo nên cũng duyên hợp, không có tự tánh. Vì vậy tất cả các pháp đều giống như huyễn hóa, như chim bao, không có định tướng. Làm sao chúng có thể hòa hợp được? Vì không hợp nên chúng là không. Đáng lý ra tới đây là xong rồi, nhưng mà nó còn vài bài kệ nữa, đúng không? Để mà suy ra. Đây nè, ái nhiễm, vật ái nhiễm, người ái nhiễm cũng thế nè. Rồi sân hận gì cũng vậy nữa. Chúng ta lưu ý, người ái nhiễm cũng thế, các nhập và phiền não tất cả cũng như vậy. Nhân cái vụ mà phá sự hòa hợp á, để cho chúng ta thấy rằng á, cái người mà nhiễm ô, tức là tham lam á, tham dục á, và cái tâm tham dục á, mà mình tạo ra á, thật sự không có tự tánh. Người không có tự tánh, cái nghiệp tham dục không có tự tánh, và cái hành động hay lời nói tham dục cũng không có tự tánh. Nếu mà quán sát được như vậy thì mới thấy tánh tội nó giống không, do tâm nó tạo. Còn nếu chưa thấy được như vậy thì chưa phá đến tận gốc rễ của cái nghiệp của chúng ta. Chúng ta biết rằng muốn đoạn cái phiền não á, mà chúng ta không có trí tuệ á, thì nó chẳng khác gì cứ phát cỏ trên ngọn rồi nó mọc hoài, phát cỏ trên ngọn nó mọc hoài. Chúng ta dùng bất cứ phương pháp nào, kể cả niệm Phật, kể cả giảng sanh Tây Phương, kể cả ngồi thiền nhập định gì cũng vậy chân á. Nhưng mà không có cái trí tuệ để mà đào tận cái gốc rễ của cái vật á, tức là thấy được bản chất của nó, thì chúng ta càng phá càng không hết. Chúng ta lưu ý chỗ đó. Cho nên ở ngoài thiền viện Trúc Lâm, rất nhiều các thiền sinh tu ở đó, tu nhiều năm xong rồi, tại sao mà phiền não vẫn còn như cũ, không hết được. Càng nhìn nó càng nhiều, càng nhìn nó càng nhiều. Thì quý thầy lớn nói, đoạn trừ phiền não tới 3 tăng kỳ kiếp mới hết chứ dễ gì. Chúng mình còn nghe thầy Thông Phương, thầy kể một câu chuyện là ngày Quy Sơn Linh Hữu, đến 70 tuổi gặp lại ngày Ngưỡng Sơn Huệ Tịch, thì ngài Quy Sơn hỏi, bao nhiêu năm nay con đi xuống núi con hoằng pháp thì trong tâm con yên chưa? Ngài Ngưỡng Sơn mới nói với ngài Quy Sơn rằng, con yên chưa thì con chưa trả lời, nhưng con hỏi thầy, thầy yên chưa? Thì ngài Quy Sơn mới nói chứ, ta năm nay 70 mới bắt đầu tạm gọi là yên. Thì ngài Ngưỡng Sơn nói, thầy 70 mới tạm gọi là yên thì con còn trẻ măng, sao con đòi gọi là yên được? Có nghĩa là sao? Đoạn hoài đâu có hết nổi, đúng không nè? Đó. Cho nên á là, nhưng mà các ngài thì Quy Sơn đã hết rồi đó, mà sở dĩ hết được là các ngài kiến tánh rồi nó mới hết, chứ không phải giỡn đâu. Còn không kiến tánh cứ tu hoài không có hết là bởi vì chưa thấy được bản chất của phiền não là không có thật. Thấy bản chất của phiền não không có thật thì các ngài tu nó khỏe vô cùng lắm. Ngài Hòa Thượng Duy Lực là một vị thiền sư, mà khi có người đến hỏi đạo là tâm con bất an, tâm con phiền não quá, con gặp cảnh là con khởi tâm, gặp cảnh thích, cảnh tài sắc danh thực thùy con đều tham hết trơn á, con khởi tâm tham ái hết trơn á, thì con phải làm sao để đoạn trừ, thầy dạy con cái pháp môn để con tu.
Thì hòa thượng nói chứ, phiền não nó có thiệt đâu mà ông đòi đoạn trừ. Càng đoạn trừ là có nghĩa là ông thấy nó thiệt, ông mới đoạn trừ. Mà ông thấy nó thiệt thì ông đoạn hoài không có hết, tại nó còn hoài à. À, ông phải thấy nó không có thiệt thì ông mới đoạn trừ được nó. Đó, cái chỗ đó hòa thượng dạy vậy đó. Rồi sau đó thì hòa thượng cũng nói tuyên vậy á, nhưng mà phải dùng phương tiện. Cái hòa thượng cầm cây bút chì lên, hòa thượng đưa ra, cái này là đầu có cục gơm nè, cái đầu đầu nhọn nè. Thì có con kiến nó bò từ cái đầu cục gơm tới cái đầu nhọn nó có hai con đường. Một á là nó bò ở trên cái cây bút chì từ đầu này đến đầu kia. Cái đó gọi là tiệm tu, cái đó gọi là dùng pháp môn, dùng phương tiện để tu. Có một cái loài nó không có bò từ đây đến đây, mà nó phóng từ đây đến đây luôn. Nó bò trong hư không cái gì đó nha. Không dùng phương tiện, không dùng pháp môn để tu. Đó, thì cái không dùng pháp môn, không dùng phương tiện là tham tổ sư thiền, rồi thượng dạy vậy đó. Còn kia gọi là giáo môn, còn này gọi là tổ sư thiền. Thì giờ nếu mà học tổ sư thiền á, là phải trực chỉ tâm người thấy tánh thành Phật. Tức là chỉ thẳng cái tâm phiền não ô nhiễm của mình á, nó không có thật. Thì lúc đó chúng ta mới có thể thấy được cái tánh của nó. Nhưng mà chỉ thẳng đâu có dễ, cho nên chư tổ mới mượn phương tiện. Đó là câu thoại đầu. À, để mà chúng ta thấy được cái chỗ mà trước khi chúng ta suy nghĩ, chúng ta tư duy, thì nó có một cái khoảng trước khi suy nghĩ, mà suy nghĩ rồi nó mới ra lời nói. Tức là đầu lời nói gọi là cái phần đó, ta gọi là thoại đầu. Trước cái lời nói, mà trước lời nói chính là tư duy, mà quan sát trước cái lời, trước cái tư duy đó nữa, thì cái trạng thái mà chưa khởi ra cái suy nghĩ đó luôn á, thì cái đó ta gọi là thoại đầu, suy nghĩ đó thành thoại vĩ rồi. Giờ bây giờ muốn được cái trạng thái đó, không thể nào chúng ta, tại nó mịt mờ mình không có biết đó, cho nên phải mượn một cái phương tiện gọi là không có suy nghĩ mới đến được. Mà muốn không suy nghĩ phải dùng một cái phương pháp nó ngược với lại cái suy nghĩ, tức là logic bình thường. Cái phương pháp đó gọi là cái câu thoại đầu. Câu thoại đầu là cái câu suy nghĩ không tới, đặt ra suy nghĩ không được. Suy nghĩ không được như vậy là không còn suy nghĩ nữa. Không còn suy nghĩ thì nó sẽ sinh thắc mắc. Sinh thắc mắc gọi là nghi tình. Giữ cái nghi tình thì cái đó gọi là phương tiện để tu. Rồi hòa thượng dạy cái cuối cùng về mình tu cũng không được. Tức là khó quá tu cũng được, để khái vậy đó. À, thì như vậy, cái phương pháp mà chúng ta học ở đây, chúng ta sẽ thấy nó là giải thích cái mà gọi là tổ sư thiền người ta tu đó. Tức là chỉ thẳng vô cái tâm của con người. Tâm của con người bao gồm cả cái thấy của chúng ta, bao gồm cả tâm tham sân si luôn. Thấy nó gọi là tâm vương, tham sân si gọi là tâm sở. Cái tâm vương đã không thì đừng có mong có tâm sở, nó có, phiền não nó có, không có đâu. Từ cái chỗ mà cái thấy là tâm vương, nhãn thức là tâm vương, thì những cái tâm câu sanh với nhãn thức nó cũng không có luôn. Trong đó có là nhiễm tịnh y, trong đó có cái gì? Là cái thấy nhưng mà gọi là cộng thêm với lại câu hữu với dục á, và tham á nha, thì nó càng không có. Cho nên ở đây, đâu rồi? Đây nè, người ái nhiễm, vật ái nhiễm, người ái nhiễm cũng thế. Tức là người ái nhiễm là tham dục á, người tạo ra tham dục, cái tham dục và đối tượng tham dục cũng không có luôn nha. Rồi các nhập có nghĩa là nhãn nhập, nhĩ nhập, tỷ nhập, thiệt nhập, thân nhập, thức nhập, giữa căn với trần cảnh tiếp xúc với nhau gọi là lục nhập, cũng không có luôn. Tất cả các phiền não tâm sở cũng như vậy, chẳng có cái nào có thật tánh hết. Quán sát như vậy gọi là có trí tuệ như vậy tu nó dễ hơn. Vậy thì chúng ta thấy cái cách đây cũng là một cái cách chỉ thẳng tâm người đó nha, chỉ thẳng luôn để mà thấy tánh thành Phật. Vậy tánh của chúng ta là gì? Tánh của tâm người là gì? Trực chỉ nhân tâm là chỉ thẳng tâm người. Tâm người có tâm vương, tâm sở là chỉ rồi đó, là không có thiệt á. Một cái sự hòa hợp của những cái không có tự tánh, như vậy coi như không có hòa hợp đó. Những cái không có tự tánh thì coi như chất nó giống nhau, mà thể cái hình tướng nó có vẻ khác nhau, nhưng bản thể nó là một. Cho nên nói nó khác cũng không được, mà nói nó giống cũng xong. Một cái sự hòa hợp như vậy để tạo nên một cái tâm, tâm sở của chúng ta là tâm người. Và từ cái chỗ đó chúng ta phải thấy tâm người vốn không có tự tánh, vốn không có thiệt hay nói cách khác, không có luôn. Không có này không có nghĩa là không có mặt nha. Không có này là tồn tại với dạng thái là không có tự tánh. Đó là cái pháp mà Long Thọ chỉ chúng ta để chúng ta có thể trở về cái tri kiến của Phật.
pháp khác nhau á, nên là giải thích thêm nè, hơn nữa là giải thích thêm, ta lưu ý nè, cái chữ hơn nữa là giải thích thêm, pháp khác nhau thì mới gọi là hợp nha, pháp với nhà xã hợp. Ví dụ thấy, người thấy và vật thấy không có sai khác, không có sai khác thì tướng khác nhau không thành, tướng khác nhau không thành, mờ muốn hợp á thì phải có những cái khác nè, nó hợp lại với nhau thì mới gọi là hợp, chứ còn giống nhau thì họ hợp nữa. Nước đá cũng một thứ, cà phê cũng một thứ, sữa một thứ, đều là bắp rang hết. Thí dụ thì có cái làm gì mà gọi cà phê sữa đá, đúng không? Cà phê đen thì có. Như vậy thì pháp khác nhau mới hợp. Trong khi đó, đây nè, cái chữ thấy này nè, cái thấy hay là nhãn thức, vật thấy là đối tượng nhận thức, người thấy chủ thể nhận thức, nó giống nhau ở chỗ nào? Chữ thấy, đúng không? Chỉ có khác nhau khúc đầu thôi. À, cái thấy, vật thấy, người thấy, nhưng mà cái đuôi nó giống nhau, có chữ thấy. Mà cái đuôi giống nhau đó ta gọi là giống, giống ở chỗ thấy, đúng không? Đây là chơi chữ, được không nè? Chơi chữ. Nhưng thật sự, cái ý nghĩa nằm đằng sau cái chơi chữ này là không sai khác là gì? Nó không có tự tánh, cái tánh chung của nó là vậy đó. Chúng ta phải thấy cái đó. Người mà thấy được cái đó là đi bước đầu vô đạo, ta gọi là kiến tánh. Chúng ta nhớ nha, kiến tánh là kiến cái tánh bên ngoài á, cái tánh không bên ngoài á, cái tánh giống nhau của các pháp bên ngoài á, đó là kiến tánh á. Thì thấy kiến tánh là có người kiến mà, có tánh để thấy là tánh không mà. Cái đó chỉ mới đi vào đạo thôi, mới bước vào cửa thôi, chưa qua được cửa thiền. Ta lưu ý, thì đã thực sự mà thấy người thấy vật thấy không, nó không có sai khác rồi, thì như vậy nó không có khác nhau. Đó là một người giác ngộ sẽ thấy không có pháp nào khác nhau hết, không có pháp nào khác nhau, cho nên họ đâu có khởi sân khởi tham được. Hồi hôm qua, tối hôm qua chứ mình đi về chùa mệt muốn chết, tức là đừ nhừ tử luôn vậy đó, là bắt đầu cái đi ra lấy chiếc xe Honda, mà cái xe Honda cho cái bà bếp trưởng của chùa mượn, bả về bả chạy, tại vì bả quá nghèo, chiếc xe bả quanh năm suốt tháng không có sữa, nó không còn cái gì, xe Trung Quốc không còn gì để đi hết trơn á. Thế là với mình cho tiệm sửa xe nó đại tu 3-4 triệu gì đó. Thế là đi lấy chiếc xe mà cái thằng đại tu á, nó làm sao mà cái đồng hồ báo xăng nó cứ chạy lên không, mà không có miếng xăng nữa, mà nó cứ bật cái công tắc lở lên vậy nè. Rồi cái mà nó uổng sao không có miếng xăng mà. Cái nó lấy xăng nó đổ vô, cái tự nhiên Chí Minh nổi sân, nói trời ơi, để đây cả nửa tháng trời mà không chịu đi thử xe cho người ta, bây giờ đi lấy rồi chú mới nói để chạy thử coi bữa nào sửa, mình sửa mình đại tu mình phải chạy thử với người ta chứ. Tự nhiên cái mình nổi sân lên, quý thầy coi thấy không nha, do đi dạy học mình không có tu á, mình thiếu cái công phu á, mình nổi sân mình không biết mình nổi sân, không biết mình nổi sân luôn á. Nhưng mà ông thầy Đức Tịnh á, ổng ra, ổng nói thôi, tức là ổng là trung gian, ổng biết mình nổi sân, ổng nhắc mình thôi một cái, lúc đó mình tỉnh nhưng mà nó muộn rồi, hoặc tự nó coi thường liền, cái thằng sửa xe nó cũng nổi sân theo luôn. Mình nổi sân, nó nổi sân. Còn cái bà mà Phật tử mà mình sửa xe cho bà cũng nổi sân luôn đó. Trời ơi trời, bỏ đây cả tháng trời mà giờ không còn miếng xăng nữa, mà cái cây kim đồng hồ nó chạy lút lên, trong khi đó cái đồng hồ cũ mặc dù nó gãy cây kim chỉ công tơ mét, nhưng mà cái đồng hồ báo xăng nó vẫn còn để mình biết mình chạy, mình hết xăng mình đổ chứ. Trời, nói lời qua tiếng lại nói to, nhưng mà bản thân mình á là tu sĩ mà mình không kiểm soát được cái tâm sân, nó mới nổi ra cái miệng nói, cái khẩu khí gọi là nóng, đúng không quý thầy? Nó thấy không? Còn thầy kia cũng không có đi học trung cấp, không học gì trơn á, mà ổng tu Nam Mô Di Phật không à, mà khi mà ổng thấy mình nổi sân cái ổng biết liền, nói thôi thầy đừng nổi sân. Tự nhiên cái mình quê một cục luôn với thầy con nè, thấy không? Đó, rõ ràng là mình còn thấy cái tướng thấy thiệt, cái chiếc xe thiệt, cái người sửa xe thiệt. Cái lỗi của ông sửa xe là ổng sửa xe ổng lấy 3-4 triệu mà ổng không chịu thử cho người ta, mình thấy cái gì cũng thiệt cho nên nó nổi sân, phải không nè? Đó, còn thầy kia, ổng không có đi học gì, không học Phật học lớp nào hết trơn á, nhưng mà ổng biết được cái tình trạng đó là tình trạng sân, và ổng biết ba cái chuyện xe cổ là cái chuyện huyễn muốn chết, mình đi tu mình bỏ hết tất cả còn được, ba chiếc xe là gì, đúng không? Đó, thì rõ ràng chính cái chỗ mà ổng thấy rằng cái vật được thấy là cái ông sửa xe, chiếc xe, cái bà Phật tử, bản thân ổng là cái thấy, mình là cái vật bị thấy nữa, cả ba cái không thiệt. Ha, ba đối tượng không thiệt, ông thầy tu không thiệt, Phật tử không thiệt, chiếc xe không thiệt, thì như vậy đối với ổng tự nhiên nó không có nổi sân được, đúng không nè? Cái pháp nó quá tầm thường mà tự nhiên nó giả vậy là tự nhiên nổi sân cái gì nhớ ha. Đó, chúng ta thấy không, rõ ràng chỉ cần chúng ta thấy không có thật
là nó không có nổi sân. Còn chúng ta thấy thiệt, trái ý nghịch lòng là sân. Cho nên ở đây chúng ta nhờ có cái quan sát, tất cả mọi thứ đều đồng đẳng, một cái tánh rỗng lặng. Nói lý thuyết thì hay lắm, bàn thiền thì tợ thánh, mà trước cảnh như ngu là mình đó, đúng không nè? Chứ gì nữa? Là mình đây chứ ai nữa đó. Do đó cần phải ứng dụng vô, là đã thấy nó là một cái thứ như nhau á, thì mắc mớ gì mình phải phân biệt chi cho nó mệt. Kệ nó, đủ duyên thì nó thành chiếc xe tốt, không đủ duyên chiếc xe nó thiếu cái duyên đó thì nó cà chớn gì, kệ nó đi nha. Tất cả là duyên sinh hết, thì mắc mớ gì mình nói sân chi đó. Vì vậy mà lưu ý cái chỗ này để rút ra ha. Sự vật không thường hợp vì chúng khác nhau, nhưng không tìm thấy sự khác nhau nơi các tướng trong ấy, tức là người thấy, vật thấy, vân vân. Và đương nhiên là không có hợp. Do đó mà người ta mới nói một cái bài tụng rằng không chỉ ở trong cái thấy, vật thấy, người thấy, tức là cái pháp đó đó, không thấy tướng khác nhau, mà trong tất cả các pháp hiện hữu cũng không có tướng khác. Đây là cái thấy của một người giác ngộ. Chúng ta chưa có giác ngộ, chúng ta không hiểu được cái bài kệ này đâu nha. Tức là cái người giác ngộ thì thấy thế giới đại đồng, không có cái gì khác nhau hết trơn. Mà chúng ta thấy được chưa quý thầy, quý sư cô? Chưa được thiệt á hả? Tại sao mình thấy đại đi không được hả? Thực sự đã cái giác ngộ này nó đột ngột nó xảy ra, cho nên thường thường ngộ là đốn ngộ, chứ không có tiệm ngộ. Cái gì mà tiệm ngộ á, mà hiểu hình như nó vậy vậy á, là chưa. Cái người mà đốn ngộ á, nó thình lình nó xảy ra giống như nước mà nấu đến 100 độ, tự nhiên nó sôi ngon lành vậy đó. Nó bốc hơi thì cái hơi nước khác với lại chất lỏng nước nó là một dạng khác. Một cái sự giác ngộ là giống như đang ngủ nằm mơ thấy diễn thiệt, tự nhiên giật mình thức dậy mới thấy trời ơi, cái mà nãy mình nằm mơ mình thấy mình trúng số là không có tiếc ghê vậy, thí dụ ha. Nhưng mà dù sao cũng là giấc mơ, đâu có thiệt đâu đó. Hay là trong giấc mơ mình bị con rắn nó dí chạy muốn chết luôn vậy đó, mà nó chạy nhanh hơn mình, may sao mà lúc mà nó vừa cắn mình cái mình thức dậy không chết, mừng quá luôn á, thí dụ đó. Lúc đó mà nỗi sợ hãi còn tim đập chân rung ha, chạy hoài không được, tại vì cái chân nó bị gài với nhau khi ngủ á, cứ chạy hoài không thắng rắn á đó. Thì nghi thức dậy cái mừng quá trời ơi, giấc mơ, nhưng mà dù sao cũng còn chút chút sợ sợ gì, nhưng lát nữa nó sẽ hết. Thì cái người giác ngộ cũng giống như đang nằm ngủ mê mà giật mình thức dậy, thấy những cái cảnh trong mộng là giả hết, không có thiệt. Những cái cảm xúc trong mộng là giả luôn. Thì tự nhiên bình thường mình thấy diễn thiệt, tự nhiên giờ thấy diễn giả hết. Là giống như tỉnh thức dậy vậy đó. Nó có đột ngột. Giật mình thức dậy nó cũng đột ngột chứ không? Đó. Nhưng mà ngủ nướng một chút rồi từ từ mới ngồi dậy là cái đó tính sao gọi là đốn ngộ tiệm tu, đúng không? Đó. Thì giờ cũng vậy. Cái người mà đã thấy được tánh không thì mắt chiếu đâu không đó. Cả thiên hà đại địa đều không. Trong cái có, cái không trong cái có, chứ không có cái không lìa có được. Thì cái đó là cái người giác ngộ. Còn người chưa giác ngộ thấy gì cũng thiệt. Còn mà học là nói giả chứ một chút cũng thiệt à. Trong lớp thì giả mà ra lớp là thiệt hết, đúng không? Thì tất cả các pháp hiện hữu cũng không có tướng khác là cái người giác ngộ. Nhưng mà thật ra thì chúng ta chưa giác ngộ thì nhiều. Chứ người ta mới hỏi là tại sao các pháp không có tướng khác nhau. Thì tôi chưa ngộ, tôi hỏi kỹ lại tại sao nó không có khác nhau kỳ, mà tôi thấy cái gì cũng khác nhau hết, tại sao cái người giác ngộ là thấy không khác nhau. Xin Ngài giải thích cho con, tôi hỏi là Ngài Long Thọ đó nha. Thì Ngài Long Thọ giải thích thử coi sao nha. Rồi, chúng ta đọc thử coi Ngài giải thích sao. Nè, dị nhân dị, dị hữu dị, dị ly dị vô dị, nhược pháp tùng nhân xuất thị pháp bất dị nhân chả hiểu. Khác do khác có khác, khác lìa khác không khác, nếu pháp từ nhân sinh pháp ấy không khác nhân, hiểu nổi không? Không hiểu nổi, giống bài kệ truyền đạo của 33 vị tổ thiền tông Ấn Hòa quá. Gì đâu mà cứ tâm gì tâm không, một cái bài kệ mà cả chục cái chữ tâm, đúng không nè? Rồi, bây giờ trong bài kệ này 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 cái chữ khác. Trời ơi, có 4 câu kệ mà 7 chữ khác, hỏi ai mà hiểu nổi. Bây giờ khác á, là do khác có khác, được chưa nè? Trong đời cái cười chơi và cười khen hả? Cái mà gọi là khác nhau á thì nè, cái sự khác nhau này nè nha, là do những cái khác nhau nó có cái tính khác nhau, được chưa nè? Do những cái khác nhau nó có tính khác nhau, diễn giải ra nhà trời dễ hiểu ha. Rồi, hiểu rồi câu 1 chưa?
hiểu lại đi nha, cho lẹ nha. Rồi khác nhớ, tức là những tức là cái sự khác nhau á là do những cái khác nhau đó có tính khác nhau cho nên mới gọi là khác nhau, đúng không? Đó. Phải không ta? Hiểu không ta? Chắc hiểu rồi đó. Giờ khác à, những cái khác nhau đó, cái khác này nó nằm ở đâu? Khác này hay khác này? Đây nè, cái khác nằm ở câu số 2, khác lìa khác không khác nè. Khác này là cái sự khác nhau hay là những cái khác nhau hay là tính khác nhau? Cái chữ khác, do khác có khác á, khác này á là sự khác nhau, do những cái khác nhau có tính khác nhau. Còn những cái khác nhau nếu lìa tính khác nhau sẽ không có mang cái tính khác nhau được, hiểu không? À, vậy thì khác này mà lìa cái tính khác nhau sẽ không có tính chất khác nhau, hay là không có sự khác nhau cũng được nữa nha. Đây nè, những cái khác nhau lìa tính khác nhau sẽ không có cái sự khác biệt nhau. Bàn này á, chứ mình thấy có vẻ như là khác với cái bàn này là bởi vì cái bàn này có một người áo vàng, bàn này áo lam không? Bởi vì cái bàn này có cái tính khác biệt với bàn này cho nên mới phát hiện ra là hai bàn này khác nhau. Nếu hai bàn này không có một cái đặc điểm gì khác nhau làm sao biết được hai bàn khác nhau? Hiểu không? Không hiểu luôn. Rồi, không hiểu thì thôi. Hiểu. Hiểu đại đi. Rồi. Nếu như vậy thì sao? Như vậy thì các pháp có khác nhau không? Không. Cái sự khác nhau của một vật là do những đặc tính khác nhau đó nó tụ hợp lại trong nó mới khiến nó khác với cái khác. Còn nếu không có những cái tính khác với cái khác, nó không gọi là vật khác nhau. Hai anh em sinh đôi dường như giống nhau bởi vì nó hội tụ những cái điểm giống nhau gần như tuyệt đối. Còn những điểm khác nhau mình không phát hiện ra cho nên mình nói nó giống nhau, đúng không? Đó. Sở dĩ mà hai người khác nhau là vì có hội tụ quá nhiều cái điểm khác nhau luôn. Nếu không có những cái khác nhau đó làm sao gọi hai người khác nhau? Hiểu chưa? Hiểu rồi. Như vậy một vật nó hội tụ trong đó những cái khác nhau chứ gì? Như vậy nó khác hay nó giống như cái vật kia? Đó. Nó phải khác với vật kia cái gì? Mà nếu mà nói nó khác với vật kia là chết liền ngay tại chỗ là sao? Là nó không phải những vật kia bởi vì nó mang những yếu tố khác. Mà thật sự trên đời là cái nhân sinh ra cái quả thì cái quả nó có mang hết những đặc tính của cái nhân đó. Chứ nó không thể nào mà khác cái nhân được. Ví dụ như sợi chỉ dệt nên vải. Cái áo chúng ta mặc là bởi vì gọi là áo này giải Đài Loan hay giải KT? KT hay Đài Loan? KT hả? Phải không? Ủa giải Đài Loan là giải gì? Chứ không phải, à cái này gọi là KT đi. Rồi bây giờ một thầy mặc cái áo giải cô tông. Thì cái áo KT được tạo nên bởi cái sợi chỉ KT, tức là cô tông cộng với ni lông rồi ra KT, đúng không? Còn cô tông không á, là coi như là giải tám vậy gì đó ha, dân dân. Mà cô tông vào mắt lắm á nha. Thí dụ vậy đó, ý đó vậy đó. Chứ nghĩa là cái áo KT thì không thể nào mà được dệt bằng 100% cô tông được hết. Nó phải có một chút sợi ni lông pha vô, đúng không nè? Cho nó thẳng thớm chứ, coi nó nhăn sao. Đó, thì cái đó nó không khác, quả nó không khác nhân nha. Cũng như trong đây nó nói ví dụ cái nhà là do tường, do cột, do kèo tạo nên cái nhà. Một khi cột kèo nó sụp đổ, nó gãy nó, thì cái nhà cũng phải hư gãy luôn, ví dụ đó. Như nghĩa là cái nhà nó phải không khác với lại những cái cột, cái kèo, cái rường vân vân đó. Nhưng mà cuối cùng mình nói cái nhà là do những cái không phải nó tạo nên. Giống như Na Tiên Tỳ Kheo trả lời vua Di Lan Đà là chiếc xe nhà vua đến đây thì tôi hỏi bệ hạ là chiếc xe, cái trục xe là chiếc xe, cái bánh xe là cái xe, cái thùng xe là cái xe, hay con ngựa kéo là chiếc xe. Nhà vua nói chiếc xe của trẫm đến đây, cái thùng cũng phải, cái trục cũng phải, bánh xe cũng phải, con ngựa cũng phải nữa. À, nhưng mà tổng hợp nên cái đó gọi là chiếc xe của trẫm thì ổng sư ổng là gì ta, Na Tiên Tỳ Kheo á, ổng sư ổng là gì quý thầy? À, thì Na Tiên đây cũng vậy. Nếu bệ hạ hỏi Na Tiên là ai thì Na Tiên là những thứ không phải Na Tiên tạo nên Na Tiên, đúng không? Đó, trả lời vậy cái vua cũng hài lòng hết sức vậy đó. À, đó là cái đó là Long Thọ không có chấp nhận. Những cái khác nhau tạo nên mình thì mình cũng phải là khác nhau chứ. Nhưng mà thực sự mình với những cái yếu tố tạo nên mình làm sao khác được? Nó phải có cái tính chất giống nhau nó mới gọi là riêng mình chứ. Đó, những cái khác nó được tạo nên thì
mình là tổng hợp những cái khác thì mình phải khác, mà nhưng mà nó mâu thuẫn, mình nó giống với kia sao khác được. Do đó thật sự không có sự hòa hợp những cái khác nhau để tạo nên một vật, không có. Rồi không có vậy thì cuối cùng thì các pháp là gì vậy? Cuối cùng trả lời không được, không có nhân duyên sinh, ghê vậy đó. Chỗ đó mới là cái đáng sợ, trong khi đó nhân duyên là căn bản cốt lõi của Phật giáo. Vậy thì cái câu trả lời tại sao các pháp không có tướng khác nhau được chưa? Tại vì các pháp mà có tướng khác nhau thì nó không thể hình thành. Nếu nó có tướng khác nhau thì nó phải khác với cái nhân tạo ra. Nó khác với cái nhân tạo ra thì đâu gọi là nó, lấy cái khác lắp vô cũng được chị. Một chiếc xe gồm có bánh xe khác nhau, bánh xe, thùng xe, trục xe, con ngựa kéo, bốn yếu tố đó khác nhau hợp lại thành chiếc xe. Như vậy chiếc xe là do những cái không phải chiếc xe đó nó khác nhau hợp nên, thì chiếc xe nó phải khác với lại cái trục, cái rương, đúng không nha? Như vậy thì những cái khác nhau tạo nên nó hình thành một cái khác nữa. Như vậy cái chiếc xe này được tạo nên bởi những cái khác. Mà nếu mà nói chiếc xe được tạo nên những cái khác thì những cái không phải gỗ mà lấy ở đâu á, là cái lá cây gì nó cũng ghép lên được chiếc xe vậy cũng kẹt, đúng không? Đó, tại vì mình là được tạo bởi những cái khác mà. Vô lý vô cùng ha, mình tưởng đúng mà lại trật. Câu Na Tiên Tỳ Kheo trả lời Vua Di Lặc, tưởng đúng mà lại trật, theo Trung Quán lại trật. Không thể được. Nó mâu thuẫn chỗ đó đó. Nó mâu thuẫn ở chỗ là mình được tạo nên bởi những yếu tố không phải mình. Mà nếu mình được tạo nên bởi yếu tố không phải mình thì mình nó khác với những yếu tố kia. Mà mình khác những yếu tố kia thì sao mà hổ phụ sinh hổ tử được? Vô lý, mâu thuẫn. Trời ơi, cuối cùng nó lòi ra như vậy thì chân lý nằm ở chỗ nào? À, dễ ẹt. Chân lý nằm ở chỗ là tuy là khác nhau, tuy rằng khác giống nhưng chung một, một loài là tánh không. Cha ơi, mừng quá, lòi ra cái tánh không. Nhờ tánh không cho nên nó mới có cái sự duyên hợp được. Không có tánh không, không có hợp được nhau. Như vậy từng pháp khác nhau nó cũng do cái khác tạo nên, mà thật ra không có cái khác thì cái sự hòa hợp cũng không có luôn. Không cộng không cộng không bằng không mà đó. Chính chỗ đó đó, cái tế nhị nằm chỗ đó, duyên hợp là không. À, nói rằng các pháp có định tánh khác nhau thì có gì sai? Trời ơi, người ta đã nói rằng các pháp không thể khác nhau được, nếu khác nhau không tạo nên một vật được, tại vì các pháp có đồng một thể tính chung là tánh không. Cuối cùng ông này không hiểu nổi, ông hỏi lên: ủa sao kỳ ta, các pháp mà không à, nếu ông nói giống nhau vậy thì tôi nói là cái gì nó cũng có cái tính chất riêng, tính chất riêng à, nó tạo nên một vật thì có gì sai? Ví dụ nồi canh chua là tạo nên bởi bạc hà, đậu bắp, giá, cái gì tùm lum á, vậy thì cũng thành nồi canh chua chứ không nói gì cũng được, đúng không? Đó, đó cái câu hỏi đặt ra là vậy nữa. Thì giờ lại hãy giải thích nữa. Đáng lý ra thì cái người giác ngộ sẽ thấy bạc hà không có, đậu bắp không có, giá cũng không có luôn. Mặc dù nó sờ sờ trước mặt nhưng thấy nó không có mới là người giác ngộ. Mà tất cả những cái đó không có nó hợp lên cái nồi canh chua cũng không có thật, sự hòa hợp cũng không có thật, duyên không thật luôn. Nhân để tạo nên một quả không có thật, cái duyên kết hợp cũng không thật, thì cái người đó là người giác ngộ. Cái đó là người giác ngộ. Còn mà mình thấy một thật thì tất cả đều thật hết, kẹt cho đó nè. Thấy nồi canh chua thật thì bắt buộc phải có bạc hà giá thật. Còn nếu mà thấy nồi canh chua giả, tất cả đều giả hết. Tại vì phân tích chứa tới đâu, nó lòi ra không có các pháp nào tới đó. Cho nên có thì có tự mảy may là chỗ đó đó. Không thì cả thế gian này cũng không á nha. Cho ở đây là như vậy, nếu lìa khác vẫn khác, nếu lìa cái khác vẫn khác là sao? Nói rằng các pháp có định tánh khác nhau, cái bàn khác nhau, cái ly khác nhau, cái máy chiếu khác nhau, cái bảng khác nhau, thầy giáo khác nhau, học trò khác nhau, tạo thành một cái lớp. Có nghĩa là nếu lìa khác vẫn khác, vậy nên khác có khác. Lìa khác mà không có khác, như vậy không có khác thì bỏ cái hai câu sau. Câu hai là loại suy của hai câu đầu thôi nha. À, hiểu được hai câu đầu mới hiểu hai câu sau. Hai câu đầu là gì? Nếu lìa khác vẫn có khác thì vậy nên cái khác á nó có cái yếu tố khác biệt. Đó. Cái khác này á là nè. Cái khác này á là quả nè nha. Còn cái khác này là nhân nè. Nếu lìa nhân vẫn có quả, vậy nên quả nó khác với nhân á. Hình dung được không? Mình phải thay cái từ đi nha. Nên nè, nếu lìa khác vẫn có khác biệt. Tức nghĩa là lìa nhân, lìa những cái yếu tố không phải mình hợp nên để tạo mình á, lìa cái nó mà vẫn có mình á, hiểu không nè? Mà mình này nó khác với những cái kia, rõ ràng á. Nếu lìa khác mà vẫn có khác thì vậy nên khác có khác.
Đó. Vậy nên là cái sự tồn tại của mình á, nó có cái sự khác biệt với những yếu tố đó và nó có thực thể thiệt. Đó. Nhưng mà thực sự thì sao? Lìa những cái yếu tố khác biệt nên thì không thể có mình được. Tức là lìa những cái yếu tố khác với mình nó không thể có mình được. Cho nên như vậy là sao? Lìa những yếu tố khác mình không có mình, như vậy mình với lại những yếu tố đó là không khác biệt, đúng không nè? Hình dung được không? Cái câu này là giải thích thêm câu trên á. Rồi chúng ta đi tiếp đi. Chứ càng giải thích càng không hiểu cái chết luôn á. Nó không chịu khác. Thôi nó không chịu đi thôi. Tiếp tục nè, hỏi: các kinh của chúng tôi nói rằng các tướng khác nhau không sinh từ các duyên. Ghê chưa? Đây là ngoại đạo này, không phải trong Phật giáo nha. Phật giáo là tất cả đều do duyên sinh, mà đang phá cái tư tưởng là cái yếu tố tạo nên một vật nó có thiệt. Nó khổ chỗ đó đó, thì nãy giờ phá đã luôn đó nha. Bây giờ đến cái lúc là ngoại đạo, phá đến tư tưởng của ngoại đạo là trong kinh điển của tôi là Thắng Luận Sư á, là gì? À, nói rằng các tướng khác nhau không sinh từ các duyên. Mỗi cái nó có tự tánh, nó có tới 22 cái căn bản, tức là các yếu tố căn bản mà không từ các duyên sinh ra. Đó, những cái yếu tố căn bản, mình chỉ có tứ đại, nó có nhiều đại lắm nha. Các kinh của chúng tôi nói rằng các tướng khác nhau không sinh từ các duyên. Các tướng khác nhau kết quả là do sự phân biệt của chúng ta bên trong các tổng tướng, và vì các tướng khác nhau này mà có các pháp khác nhau. Ghê quá đi. À, các tướng khác nhau kết quả là do sự phân biệt của chúng ta bên trong, chúng ta bên trong các tổng tướng. Tổng tướng là cái tướng chung. Ví dụ như bước vô lớp mình, nhìn lớp này biết ngay lớp này là dành cho tu sĩ, không có cư sĩ rồi đó. À, gọi là tổng tướng được chưa? Mà biệt tướng là gì? Nhìn vô tìm hết không ra một người nào có tóc hết trơn á, thì biết là đó là gọi là biệt tướng được chưa? À, tổng tướng là nhìn đầu tròn áo vuông là biết ngay đây là lớp của tăng ni, gọi là lớp Phật học chứ không phải là lớp đào tạo từ xa. Đó. Nhìn tổng tướng thì lớp Phật học chính quy, lớp Phật học đào tạo từ xa nó khác nhau ở cái tổng tướng là bởi vì sao? Đây nè, các tướng khác nhau là kết quả do sự phân biệt của chúng ta bên trong cái tổng tướng đó. Bên trong các tổng tướng là gì? Tổng tướng là lớp chính quy và tổng tướng hai là lớp đào tạo từ xa. Quý thầy cô có thấy lớp đào tạo từ xa chưa? Có vô lớp đó lần nào chưa? Tưởng tượng được không? Tưởng tượng có nghĩa là cư sĩ nhiều hơn tăng ni. Tưởng tượng đi nha. Trình độ khác nhau hoàn toàn. Người tiến sĩ, người thì nói chung là mới có lớp 12 thôi, đăng ký vô học thôi, để đâu có thi đâu nha. Đó. Cho nên đó là trình độ khác biệt dữ lắm. Tăng ni trong đó cũng trình độ khác biệt nữa. Nhưng mà thật ra thì cái lớp chính quy á, cái trình độ học bằng chung á là nó cao lắm. Nếu mà tính cộng trừ nhân chia lấy trung bình á thì cái trình độ văn hóa nó cao lắm, tại vì cái số lượng người tốt nghiệp cử nhân tiến sĩ nhiều lắm. Họ rảnh thời gian họ đi học đào tạo từ xa, được không? Đó. Và những người mà tu sĩ mà dự lớp đào tạo từ xa đa số là trụ trì hết trơn á, không có thời gian để đi học chính quy 3-4 năm, họ đi tham dự chứ kinh nghiệm họ đầy mình. À, cho nên á là về cái trình độ á thì nhiều khi lớp đào tạo từ xa cao hơn chính quy nữa. À, nhưng mà ta gọi là từ xa cho nên không bằng chính quy ở cái chỗ là cái thời gian học ít á nha, mà nghe nhiều, ở nhà họ nghe đi nghe lại cái băng giảng cả chục lần á để họ đi thi. Có người chưa bao giờ đến lớp hết trơn á, cũng đi thi có mặt thôi. Nói tóm lại là nhờ sao mà mình biết được cái lớp từ xa, là nhờ trong cái tổng tướng đó đó mình phân biệt chi tiết ở trong đó đó, gọi là biệt tướng á, thì nó mới ra được cái này khác với cái kia, đúng không nha? Đó, thì cái ý nó là vậy đó. Các tướng khác nhau kết quả là sự phân biệt của chúng ta bên trong các tổng tướng, và vì các tướng khác nhau này mà có các pháp khác nhau. Tức là cái lớp từ xa sở dĩ nó khác lớp chính quy là ở bên trong cái ruột nó, những cái biệt tướng nó khác nhau thì nó lại tạo ra khác nhau. Mà cái biệt tướng đó họ cho nó có thiệt, nó không phải từ nhân duyên sinh mà nó tự nhiên có, hoặc thượng đế sinh ra, hoặc là cái gì đó nó có cái tự tánh vốn hiển nhiên của nó vậy đó, thì họ chấp như vậy đó, được không nè? Đó. Rồi thì giờ Ngài Long Thọ trả lời làm sao để phá cái tư tưởng đó, làm sao để phá đó, nói vậy nè: trong khác thì không có tướng khác,
À, trong khác không tướng khác. Trong không khác thì nó cũng không luôn. Vì không có tướng khác, đây và kia chẳng khác. Giờ mình chỉ cần giải quyết cái câu 1. Câu 2 là nội suy của câu 1 là gì? À, trong cái khác không có tướng khác nhau nha. Thì bây giờ trong cái tướng giống á, nó cũng không có khác nhau nè. Trong không khác thì không có tướng khác thì cái này dễ rồi. Không khác nghĩa là giống, đúng không? Câu 2 là dễ nhất á nha. Nhưng mà là kết quả câu 1 thôi. Đương nhiên trong cái giống nhau thì làm gì có tướng khác, đúng không nè? À, nhưng mà trong cái khác đó đó, nó cũng không có tướng khác. Tức là lớp chính quy, lớp đào tạo từ xa, tuy là nó khác nhau á, nhưng mà thực sự cái tướng của nó không có khác nhau. Tất cả là duyên sinh vô ngã, giống nhau hết trơn á. Nhưng mà vì mình chấp cho những cái yếu tố bên trong nó có thiệt, cho nên mới thấy lớp này khác lớp kia. Chứ còn mà một người theo đạo Thiên Chúa, một người theo đạo Hồi, mà họ qua họ nhìn cái lớp chính quy, họ ra họ nhìn cái lớp từ xa, họ chả thấy gì khác nhau, chỉ biết là cái lớp Phật học thôi, không cần phân biệt làm gì, tại họ đâu quan tâm, đúng không? Cho nên á, là thật sự mình cái tánh nó không khác đâu, nhưng mà do mình phân biệt nó thành khác. Giống như chứ mình coi trên mạng thấy cái nhà thờ đó làm cái lễ gọi là lễ phát nguyện đi tu cho mấy ma sơ, mấy linh mục á, họ phát nguyện thì họ tu họ thề ba điều, đúng không? Đó là vâng lời nè, rồi coi như là đời sống thanh đạm, tức là khổ hạnh đó nha, vâng phục nè, rồi thanh đạm nè, rồi có niềm tin nơi Đức Chúa không lay chuyển á nha. Thì bắt đầu họ làm cái lễ, bắt đầu họ đón vị nào, Đức Cha có nghĩa là tức là những cái vị coi như tổng giám mục rồi đó. Rồi quý cha có nghĩa là mấy vị cha mà chưa có giáo xứ bổ nhiệm, tức là làm linh mục nhưng mà chưa có chủ trì á, gọi là chưa có phải là cai quản một giáo xứ, gọi là quý cha. Còn đức cha là những người mà đã có cái địa vị gì trong cái giáo hội đó. Rồi quý thầy có nghĩa là những người trong đại chủng viện, là giống như chúng ta đang học ở đại chủng viện là cử nhân. Rồi quý sơ có nghĩa là nói chung không có phân biệt nha, rồi kêu quý sơ hết đó. Thì họ vô họ, giống như mình đón các hòa thượng vậy thôi, cũng phân biệt á. Nhưng mà chứ mình coi chứ mình không có cảm giác rằng là họ cao thấp gì chớ nha. Rồi họ là những tu sĩ đạo Thiên Chúa thôi, tức là đối với mình á thì họ cũng bình thường thôi nha. Còn giờ mình cũng vậy, đón các hòa thượng khác, thượng tọa khác, đại đức khác, rồi tăng ni sinh khác, đúng không? Tăng sinh làm hàng rào danh dự, đúng không nè? Đó thì nó khác nhau, có đẳng cấp hết trơn á. Nhưng mà cái người ngoại đạo họ nhìn vô á, họ cũng thấy đâu có gì khác nhau đâu, cũng bình thường á. Đó cái chỗ đó đó, nếu chúng ta có cái tính khác nhau á thì mọi người nhìn vô nó cũng phải khác nhau chứ, tại sao cái cảm giác chủ quan là mình thấy khác thôi, đúng không nè? Còn ngoại đạo nhìn vô mình đâu khác, thậm chí chủ tịch rồi tăng thống gì á mà đi chung mấy người khác không thấy bình thường đó, có gì chứ á. Thậm chí ngài Lê Mạnh Thác ngày qua bên Thái Lan dự Vesak, mà là chủ tịch cái hội Vesak ở Việt Nam của chúng ta, ví dụ đi qua bên kia á, qua bên Thái Lan á, thì thấy tức là Thái Lan nó phân biệt ra tu sĩ đảnh lễ, cư sĩ không có đảnh lễ nha, không có đảnh lễ. Nhưng mà những cái vị học giả nước ngoài á, họ là chủ tịch cái hội coi như ủy ban đại lễ Phật Đản Liên Hợp Quốc là cao nhất thôi, họ không phân biệt người xuất gia tại gia vậy trơn đó. Mình thì thấy thầy Lê Mạnh Thác với các quý ngài của mình cũng coi như là vì Phật sự làm thôi nha, chứ còn thật sự thì đâu có cái sự phân biệt đó. Nhưng mà bên Nam Tông họ phân biệt rõ ràng lắm, thậm chí Bắc Tông không được ngồi chung với sư Nam Tông trên khi ngồi thiền đó. Đó do đó mà cái sự khác nhau là do mình phân biệt, chứ nó chủ quan lắm, tự tánh không có nào khác nhau đó. Vì vậy ở đây trong cái khác á, thực sự nó không có tướng khác đó. Còn nó nói chuyện mà giống nhau thì đương nhiên không có tướng khác rồi, đó là câu thứ hai nha. Do đó vì không có tướng khác cho nên đây và kia chẳng có gì khác hết á. Sở dĩ khác là bởi vì có mình với cái kia khác nhau, nhưng mà thật ra hai cái nó đều đồng đẳng với nhau, đều giống nhau hết trơn mà mình phân biệt á. Hai cái đồng đẳng nhau thì sao? Đây và kia chẳng có cái khác. Đây và kia chẳng khác thì sao? Thì cái sự phân biệt giữa cái tổng tướng, nhưng nhờ những yếu tố bên trong nó cũng không có thật sự là đúng nữa. Những yếu tố bên trong nó thật sự đâu có khác nhau. Tánh nó đồng đẳng mà. Do chủ quan mình thấy nó khác nhau thôi. Đó là cái ý nghĩa mà Long Thọ giải thích như vậy đó quý thầy quý con. Đó. À, ông nói rằng các tướng
À, khác là kết quả của phân biệt chúng ta. Xin lỗi. Đâu rồi? À, sự khác nhau đây nè, khác đây nè, cái câu này đây nè. Ông nói rằng các tướng khác là kết quả phân biệt của chúng ta trong tổng tướng, và vì có các tướng khác nhau này mà có các pháp khác nhau. Nếu là như vậy, các tướng khác nhau này là do duyên sinh ra, và đây là trường hợp chúng ta có thể gọi là các pháp do duyên sinh. Vì lìa các pháp khác nhau này không thể tìm thấy các tướng khác nhau. Các tướng khác nhau chỉ hiện hữu vì có các pháp khác nhau. Vì sao? Nếu có pháp khác nhau đã hiện hữu, còn có các tướng khác nhau để làm gì? Các tướng khác nhau này cũng không ở trong các pháp khác nhau. Vì sao? Vì nếu các tướng khác nhau này có trong các pháp không khác nhau thì sẽ không gọi chúng là các pháp không khác nhau, vì chúng cũng không hiện hữu trong tình thế không có các tướng khác nhau, và vì không có tướng khác nhau cũng không có pháp này và pháp kia. Hơn nữa, vì không có các pháp khác nhau cũng không có hợp, vân vân. Đọc nhanh mà phải hiểu, cái tư tưởng phải chạy theo cái từ á nha, thì nó ra được không? Phải tập đọc review nó thật nhanh lên. Rồi chúng ta hiểu cái ý của ngài giải thích thêm nữa là các cái một pháp được tạo thành bởi các tướng khác nhau, mà các tướng khác nhau đó nó không có tự tánh, cho nên nó không có cái tướng khác nhau thiệt. Cái tướng khác nhau thiệt không có thì nó hợp nên cũng tạo thành các pháp không khác nhau đó. Mà các pháp, nếu giả sử như nó khác với lại các pháp kết quả đó, thì các pháp kết quả nó khác với pháp kia thì nó đã có hình thành rồi, thì mắc mớ gì cần cái tính khác, thì nó cũng phải khác chứ. Ý là vậy đó nha. Giống như người cha đã gọi là người cha, không cần đẻ con cũng có người cha. Một pháp gọi là khác, hiểu không? Tức là vậy nè, yếu tố ở trong một cái tổng tướng nó khác nhau, cho nên người ta mới phân biệt được là cái tướng chung nó khác. Nhưng ngài Long Thọ ngài nói rằng nếu thật sự các tướng cá nhân riêng gọi là biệt tướng, nó đã khác nhau rồi, nó khác nhau rồi là nó mang cái tính khác rồi để hình thành nên tổng tướng, thì như vậy cái tổng tướng đó nó đã mang cái tính khác nhau rồi thì đâu cần cái biệt tướng khác nhau nữa, nó vẫn phải là cái khác nhau chứ. Ý của cái đoạn này nó vậy đó nha. Hễ mà mình mang tướng khác thì không cần cái khác tạo nên, vẫn là mình nè. Nè, giống như nãy nói ca sĩ á, sở dĩ nó được gọi ca sĩ là bởi vì nó được định danh ca sĩ rồi, thì cứ lúc nó không ca nó vẫn được gọi là ca sĩ. Đó, cái tướng khác nó đã dán nhãn vô một vật rồi á, thì không cần vật khác, nó vẫn phải là tướng khác. Nhưng vì cái tướng khác đó nó không có thật, nó không có luôn á, cho nên mình nói là người này khác người kia trong một cái lớp như vậy. Rồi cái lớp từ xa có cái người để tóc cư sĩ chung vô đó. Mà nếu đã nói là cái tướng khác nhau có rồi thì mắc mớ gì lập ra nữa làm chi, cái sự khác làm chi cho nó mất công, đúng không? Đó. Đó là cái ý nghĩa của cái đoạn này. Bây giờ chúng ta phá là phá cái sự hòa hợp. Cái tướng khác không có thì không có sự hòa hợp được. Phải có khác mới có sự hòa hợp. Cho nên những tướng khác không có thì đương nhiên không có sự hòa hợp. Pháp ấy không tự hợp, pháp khác cũng không hợp, người hợp và lúc hợp, pháp hợp đều không có. Đó là gần kết luận đó nha. Thưa cô, thưa thầy, thầy với sư cô ngồi, thầy ngồi bên đây, sư cô ngồi bên đây. Quý thầy, quý cô ở dưới thấy thầy Vạn Đắc, sư cô pháp danh gì? Như Ý. À, quý thầy có thấy thầy Vạn Đắc với cô Như Ý khác nhau hay giống nhau? Khác nhau đúng không? Giống nhau à? Ôi ơi, hôm nay học quá tổ quả nhập ma luôn hay sao vậy? là bắt đầu thấy tính không rồi hả? À, thầy Vạn Đắc, cô Như Ý có những cái tướng khác nhau đó, cho nên mới phân biệt được là hai người này khác nhau. Như vậy, thầy Vạn Đắc có tướng khác rồi, cô Như Ý có tướng khác rồi. Mà thầy Vạn Đắc có tướng khác rồi thì không cần cô Như Ý, thầy Vạn Đắc vẫn tồn tại, đúng không? Nếu mà thầy Vạn Đắc vẫn tồn tại, không cần cô Như Ý thì lấy cái gì để phân biệt thầy Vạn Đắc khác cô Như Ý, đúng không nè? Phải nhờ cô Như Ý có mặc áo lam thì mới phân biệt được thầy Vạn Đắc là người tăng mặc áo nâu chứ. Đó, còn giờ lỡ thầy Vạn Đắc cũng mặc áo nâu, áo lam luôn, cô Như Ý cũng mặc áo lam luôn, rồi hai người đeo mắt kiến hết luôn, thí dụ như đi ha, nhìn vô không phân biệt được. Đó, nhưng mà đằng này mình đã khẳng định thầy Vạn Đắc có những cái đức tính riêng khác với sư cô Như Ý, thì như vậy không cần cô Như Ý, thầy Vạn Đắc vẫn tồn tại, thì gọi là khác một, cô Như Ý gọi là khác hai. Cái điều đó nó vô lý chỗ không có thầy Vạn Đắc khác với cô Như Ý, làm sao hai biết người khác nhau? Đó,
chỗ đó đó nha. Cho nên nếu mà nói lớp chúng ta được hợp nên bởi những người khác nhau á thì là nó sai á. Nếu mà những người khác nhau nó mang cái tính khác nhau rồi á thì sao? Thì một mình họ cũng tạo nên cái lớp khác biệt nữa chứ đừng có nói. Đó, đằng này mà phải nhiều người khác nhau hợp nên thì chúng ta mới gọi là lớp khóa 11 được. Đó. Cho nên á, thật ra mỗi người chẳng ai có cái tính khác nhau. Nếu mỗi người có tính khác nhau rồi á, thì không cần phân biệt nữa, đúng không? Đó, không cần phân biệt nữa. Vậy mà cõi Tây Phương Cực Lạc mỗi người đều có 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp, không người nào khác người nào hết. Vậy chúng ta có đặt cái nghi vấn chỗ nào không? Có cái vụ đó kỳ ha. Vậy sao mình qua mình tìm bạn mình được, đúng không? Mình tìm sư phụ mình được, đúng không? Sư phụ mình chết vẫn sanh Tây Phương Cực Lạc. Nhưng mà bây giờ mình làm sao qua phân biệt được ông nào là sư phụ, vị nào là sư phụ của con, không biết được. Rồi con qua bển là con biết đi thăm ai, nó giống nhau hết trơn à. Giống nhau hết trơn, làm sao gọi là thượng thiện nhân, đúng không? Làm sao phân biệt A-la-hán, làm sao phân biệt là bình thường. Trong đó Bồ-Tát nhất sanh sở hệ cũng có, A-la-hán cũng có, người mà mang nghiệp chướng nặng nề như mình cũng có, nằm trong bông sen á ha. Như bị ấp ủ ở chỗng đó mấy vạn kiếp, mấy vạn năm nó mới ra được á. Thí dụ như đó. Mà nói là mọi người đều giống nhau bệnh hết đó thì làm sao phân biệt được đẳng cấp, đúng không nè? Không. Mà nếu đã có đẳng cấp rồi á thì họ tồn tại đã là sự khác biệt rồi, chứ không cần phải hợp lại mới gọi là khác biệt được. Vì vậy kết luận lại, không ai khác hết trơn á. Nếu có cái khác rồi khỏi cần hợp luôn, đúng không? Nè, cũng vẫn khác mà. Cuối cùng giải thích tới giải thích lui cũng không hiểu. Hiểu rồi đi. Rồi, cho nó qua đi. Hiểu rồi. À, dễ quá, hiểu rồi. Pháp ấy không tự hợp, pháp khác cũng không hợp, người hợp và lúc hợp, pháp hợp đều không có. Bởi vì các pháp hợp là phải khác nhau, nếu không khác nhau thì không hợp được, không có mix được. Mình dùng cái từ hỗn hợp á, hỗn hợp thì phải có ít nhất hai thứ khác nhau mới gọi là hỗn hợp. Còn nếu như nó giống nhau gọi là nguyên chất, phải không nè? Nguyên chất thì đâu có gì hợp, đâu gọi là hỗn hợp được. Nhưng mà nãy giờ phân tích cho đã rồi, chẳng ai khác nhau chứ. Không người nào khác. Nếu mà mỗi người đều có tính khác thì không cần cái sự hòa hợp, họ vẫn khác nữa. Đúng không nè? Cũng là, họ cũng là hỗn hợp nữa, đúng không? Họ cũng là hỗn hợp thì lập ra pháp khác làm gì nữa. Đó, mà đã gọi là pháp hỗn hợp thì nó phải do cái khác tạo nên. Nói chung lại lý luận kiểu gì đi nữa rồi, cuối cùng nó cũng cùng đường. Và cuối cùng các pháp khác không có mặt, cho nên sự hòa hợp không có mặt. Sự hòa hợp không có mặt thì sao? À, pháp ấy không tự hợp, cũng không phải do những cái khác hợp nên nữa. Nếu mà nói tự hợp thì được không? Các pháp do tự hợp được không? Các pháp do tự hợp được không? Làm sao tự hợp được? Nó hợp là phải hợp với cái khác chứ sao tự hợp. Bây giờ mà nói, thầy Thánh Dự nói chiều nay sau khi học xong lớp chúng ta ở lại hợp, có một mình thấy hợp à? Thấy hợp với ai? Là tự hợp á, đúng không? Đúng không? Hợp là phải có cái khác chung với mình, gọi là contact, tiếp xúc mới gọi là hợp chứ, đúng không nè? Thì đương nhiên các pháp không có tự hợp rồi đó nha. Bây giờ các pháp hợp với cái khác được không? Nè, không, bởi vì tự không được thì tha không được, hồi nãy lý luận rồi. À, rồi, pháp khác cũng không hợp. Người hợp và lúc hợp gọi là hợp thời á nha. À, hợp giả cặp hợp thời và hợp pháp luôn đều là vô hợp hết. Tức là cái sự hòa hợp nó có 3 phần, tức là nhân vật chủ chốt là chúng ta hợp, gồm có thầy lớp trưởng, thầy lớp phó, tất cả các sư cô, thầy cô khác nhau hợp lên thì gọi là lớp chúng ta đi họp chiều nay, thí dụ đó gọi là người họp. Và cái thời gian họp là từ 4 giờ cho đến 4 giờ rưỡi gọi là họp thời, ngay lúc đang họp á. Và cuối cùng là sao? Là họp pháp nha, tức là cái buổi họp diễn ra đó không có thiệt luôn. Ghê vậy đó, không có thiệt luôn. Thì nói vậy để cho chúng ta thấy rằng á, là trên đời này mắt mình chiếu tới đâu phải thấy được 3 cái đặc tính đó. Không có cái sự hòa hợp, không có sự hòa hợp thì đừng nói duyên sinh nha, đừng nói duyên diệt nha, không có cái chuyện đó đâu. Nó phá cái khái niệm duyên sinh duyên diệt đó. Mà khái niệm đó ta gọi là tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa đó. Đức Phật vì chúng sanh chấp ngã chấp pháp cho nên đưa ra cái học thuyết duyên sinh vô ngã. Thế là chúng ta chấp cái học thuyết duyên sinh có thật, vô ngã có thật. Và chấp cái đó có thật thì nó thành một pháp có thật. Mà một pháp có thật thì nó trái với cái lý duyên sinh vô ngã. Cuối cùng sai. Đó.
pháp nào có thật hết trơn á. Đây là phá pháp duyên sinh. Như vậy thì có trái với lời Phật dạy không quý thầy cô? Trung Quán Luận có trái lời Phật dạy không? Có hả? Không. Đây là phá cái sự chấp chúng ta về cái sự duyên hợp là có thật, chứ cái sự duyên hợp vẫn diễn ra, nhưng nó không có tự tánh. Mà đã không có tự tánh rồi, chúng ta suy nghĩ một chút đi, cái gì nó cũng không có cái bản chất, không có tự tánh thì nó đâu có thiệt nha. Mình nó gọi là giống như giấc mơ, như ráng nắng, như là vòng lửa của cái người quay vòng lửa, như là cái cảnh của trò ảo thuật đó, như điện chớp vậy đó nha, như lộ diệt như điện vậy đó, ưng tác như thị quán. Thì chúng ta phải lưu ý cái chỗ đó, các pháp vẫn có duyên sinh, vẫn có duyên diệt, nhưng cái sinh cái diệt đó không có thật, các pháp không có thật, sự tổng hợp duyên gọi là hòa hợp cũng không có thật luôn. Cái này rất khó, hồi nãy ngay nó từ đầu cái sự hòa hợp này á, chúng ta dễ dàng chấp nhận nó có lắm, bởi vì thứ nhất là chúng ta bình thường á, chúng ta đã sống trong cái sự mối quan hệ này R rồi, sống trong có khi 3R, 4R, 7R luôn. Biết R là gì không? Không phải tập hợp, là relationship. Chúng ta sống toàn là quan hệ với nhau không? Quan hệ với chính quyền, quan hệ với đất đai, môi trường, quan hệ với ban hội đồng điều hành, quan hệ với lớp trưởng, quan hệ với ban quản quyện, quan hệ với bà con Phật tử, quan hệ với mấy cái anh mà không đa ôm xe, rồi nhân dân, đủ thứ hết trơn á. Toàn bộ là chúng ta sống trong quan hệ, và ra đời chúng ta làm việc, chúng ta ra trường chúng ta làm việc cũng trong relationship thôi. Tất cả đều là trong quan hệ. Và chúng ta vô hình chung đã chấp nhận cái đó có thật hết. Đến lúc chúng ta ra đi, chúng ta sẽ có một cái mối quan hệ mới, đó là các bạn ở trong thế giới bên kia của chúng ta nữa. Đúng không? Ma quỷ tùm lum hết trơn á nha. Đó. Quá trời quan hệ luôn. Đó. Nghĩa địa nhiều lắm. Đó. Thì dần dần là đầy hết quan hệ. Và chúng ta không thấy nó giả, cho nên chúng ta khổ á, chúng ta vẫn chơi đâu. Đó. Bây giờ phá cái chấp vô cái quan hệ là thật thì chúng ta thoát, giải thoát, giải thoát, giải thoát. Rồi từ cái chỗ đó phá cái này trước cái đã, rồi chúng ta sẽ thấy là phá triền phược nó sau nha.